Hello, xin chào các bạn đang xem kênh Life is Spy. Hôm nay, chắc hẳn các bạn YouTuber sẽ được một cái lá thư khá là quan trọng. Đó là về đánh thuế, trả tiền thuế của Google, YouTube. Mới qua nay thôi các bạn, mình đã nhận được một cái lá thư từ YouTube và Google như sau. Đây, phía trên màn hình các bạn cũng thấy, để mình đọc sơ qua để cho các bạn biết nha. YouTube, chào bạn. Chúng tôi liên hệ để thông báo rằng Google sẽ bắt buộc phải khấu trừ thuế Hoa Kỳ đối với các khoản thanh toán trả cho nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ vào cuối năm nay, bắt đầu từ tháng 6 năm 2021. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi thông tin thuế của bạn trong Excel để xác định đúng số tiền cần khấu trừ nếu có. Nếu bạn không cung cấp thông tin thuế trước ngày 31 tháng 5 2021, Google có thể bắt buộc khấu trừ lên tới 24% tổng thu nhập của bạn trên thế giới. Tôi cần phải làm gì? Trong vài tuần tới, bạn sẽ nhận được một email yêu cầu gửi thông tin thuế của bạn trong Excel. Công cụ thuế trực tuyến trong Excel bao gồm có 6 bước và sẽ yêu cầu bạn trả lời một loạt câu hỏi nhằm hướng dẫn bạn hoàn thành quy trình để xác định xem có phải nộp thuế của Hoa Kỳ hay không. Để biết thêm thông tin về những thay đổi này và xem danh sách thông tin thuế cần chuẩn bị, bạn hãy truy cập vào cái trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Vì sao có sự thay đổi này? Theo chương 3 Bộ Luật Thuế Vụ Hoa Kỳ, Google có trách nhiệm thu thập thông tin thuế của tất cả những nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ hoặc tham gia kiếm tiền và khấu trừ thuế trong một số trường hợp mà nhà sáng tạo kiếm thu nhập từ người xem ở Hoa Kỳ. Đối với những nhà sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ sớm thay đổi một số điểm trong điều khoản dịch vụ. Theo đó, doanh thu của bạn từ YouTube được coi là phí bản quyền theo quy định thuế của Hoa Kỳ. Việc này có thể ảnh hưởng đến cách tính thuế đối với thu nhập của bạn và theo luật của Hoa Kỳ, Google sẽ phải khấu trừ thuế. Thu nhập của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Nếu bạn cung cấp thông tin thuế thì các khoản thuế của Hoa Kỳ có thể chỉ áp dụng đối với những khoản thu nhập hàng tháng của bạn từ Excel ở Hoa Kỳ, tức là doanh thu kiếm được từ người xem ở Hoa Kỳ thông qua lượt xem quảng cáo, YouTube Premium, Super Chat, hình dáng đặc biệt và tính năng hội viên của kênh. Nếu bạn không cung cấp thông tin thuế thì theo mặc định, thuế suất của bạn có thể bị tính ở mức cao hơn thuế suất nhà thầu nước ngoài dự phòng đối với cá nhân, 24% tổng thu nhập trên toàn thế giới. Để ước tính mức tác động mà thu nhập của bạn có thể phải chịu, hãy làm theo các hướng dẫn này. Đó, các bạn đã thấy cái lá thư của YouTube team gửi hen. Như vậy, việc cần lưu ý đó là bạn phải kê khai thuế theo mẫu trong Google Adsense. Tới cái hạn kê khai mà các bạn không kê khai á, thì các bạn có thể là chịu cái phí thuế là cao hơn cái mức dự phòng. Tức là ở đây nó ví dụ là 24 tổng thu nhập trên toàn thế giới. Còn nếu như các bạn kê khai thuế thì nó sẽ tính cái mức thuế thay đổi và nó áp dụng đối với những cái lượt view ở Hoa Kỳ. Đó, thì theo mình hiểu là như vậy. Rồi, cái bước tiếp theo là cái cách mà đăng ký thuế như thế nào. Thì các bạn vô cái Google Adsense ha. Thì trong cái Google Adsense, nếu như các bạn chưa kê khai thuế thì ở phía trên này nè, nó sẽ hiện ra những cái cảnh báo. Tức là bạn hãy bấm vô cái kê khai thuế. Thì sau khi bấm vô kê khai thuế đó, thì nó sẽ hiện ra là một cái của cá nhân và một cái của doanh nghiệp. Thì các bạn cứ đọc kỹ những cái nội dung đó, mặc dù nó hơi khó hiểu nhưng mà các bạn đọc kỹ là các bạn cũng hình dung ra được thôi. Thì các bước á, các bạn cứ là bấm vào những cái mục của cá nhân và các bạn kê khai địa chỉ, rồi code vùng vân vân đó. Rồi sau đó thì sau khi hoàn thành những cái câu hỏi đó thì bạn sẽ được cung cấp hai cái file PDF, tức là cái file biểu mẫu đối với cá nhân là W8BEN là mặc định, và một cái biểu mẫu cam kết không thay đổi tình trạng. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử cái biểu mẫu mình đã kê khai các bạn nha. Đó, thì khi mãi xong các bạn sẽ phải xác nhận và đăng nhập một lần nữa Google. Rồi, đây là sơ sơ về cái mẫu kê khai thuế này các bạn. Thì sau khi các bạn điền những cái bộ câu hỏi xong á, nó sẽ ra một cái giống như một cái hợp đồng như vậy nè. Đó, một cái chứng chỉ, một cái chứng nhận bao gồm các cái thông tin họ tên nè, địa chỉ nè, rồi mã code nè, mã dùng vân vân. Đó. Và cái ngày mà các bạn đã hoàn thành cái thuế này, hoàn thành cái bản kê khai này.
Rồi. Và bạn sẽ có một cái tờ cam kết không thay đổi tình trạng. Để mình mở luôn nha. Đó, một cái tờ không thay đổi tình trạng. Rồi. Thì sau khi điền xong cái biểu mẫu này thì cái mức thuế nó tính là bao nhiêu? Đây các bạn cùng xem phía dưới nè. Đây, phim và chương trình truyền hình tỷ lệ khấu lưu thuế mặc định là 30%, bản quyền khác tỷ lệ khấu lưu thuế mặc định là 30%, dịch vụ tỷ lệ khấu lưu thuế mặc định là 30%. Đó. Như vậy cứ hàng tháng các bạn nếu như mà được thanh toán 100 đô thì các bạn sẽ bỏ lại 30%. Rồi về Việt Nam thì các bạn sẽ trừ thêm miếng nữa. Đó. Thì cái này là tính là những cái lượt view ở Hoa Kỳ nha các bạn. Còn ở những cái nước khác thì cũng chưa biết như thế nào. Rồi, thì hy vọng cái thông tin này giúp cho các bạn hiểu một phần nào về cái vấn đề là thuế và cách kê khai như thế nào. Các bạn có những cái ý nào góp ý hoặc là ý kiến hay hoặc là những cái thắc mắc nào, vui lòng để lại cái comment bên dưới nha. Xin chào, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.